Anh ơi, em hồi hộp quá. Hồi hộp cái gì? À, bây giờ là nó lên level rồi. Là cái gì? Bây giờ hôm nay em thấy có cái khách rất là khủng khiếp. Là cái gì? Là khách mà khách mời hả? Dạ, em vừa mới chứng kiến. À, mà khách mời rất là nổi tiếng về cái chùm nhanh như chớp. Khách nổi tiếng về chùm nhanh như chớp là cái gì? À, tức là một khách mời mà xuất hiện nhanh như chớp là lúc nào cũng được tỏa sáng, lúc nào cũng thắng. Lúc nào cũng thắng. Ai vậy? Cái đó thì bây giờ em giới thiệu luôn hả anh? Giới thiệu luôn. Kính thưa quý vị, đầu tiên Harry sẽ xin giới thiệu đội A, đó là Mitty, Linh Ngọc Đàm và Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời. Biết nói xin mời. Biệt đội chim mơ đã quay trở lại. Anh em bây giờ tôi Lê Dương Bảo Lâm là ngôi sao của nhanh như chớp. Thắng hoài, quán quân hoài. Quán quân hoài. Nhưng mà hôm nay có gánh nặng hai bên. Đúng rồi, nặng quá. Đâu anh? Thùng đen. Tụi em là thùng đen. Hồng đen trong khu vực của anh Lâm. Ủa gì miếng gì kì vậy? Không, cho mọi người sẽ hiểu. Nam thi ai anh? Hôm nay các bạn sẽ gặp một đội trời ơi yêu lắm. Thôi vậy mình về đi, mình thi chi nữa. Quý vị thân mến, Lê Dương Bảo Lâm thưa quý vị không phải là một người bình thường, có tốc độ nói hơn tốc độ suy nghĩ và có tốc độ vậy anh tới rồi thưa quý vị. Anh nói gì vậy em sao? Mấy cầu chí thiện? Bốn cầu à? Còn nhiều vậy. Chắc chắn đội em sẽ giành chiến thắng hai không? Chắc chắn hả anh? Chắc chắn. Có khi anh lấy được 20 triệu luôn anh. Anh tin ở em. Lên. Ôi trời. Đi vô anh. Trời ơi, thương anh quá à. Anh ơi, gặp em ổn không? Trời ơi, đầu MC trời ơi. Thiệt luôn á. Em bình tĩnh không? Em bình tĩnh, rất bình tĩnh. Rồi, chơi. Ok, chơi. Ngôi sao nhanh như chớp Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Anh có hay nghe nhạc mấy cái ca nhạc không? Có. Nghe nhạc nhiều không? Nhiều. Nhạc xưa hay là nhạc bây giờ? Nhạc xưa. Nhạc xưa. Ừ. Nhạc bây giờ có nghe không? Không, nhạc 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 bóp có nghe không? Không. Mà nếu mà nghe nhạc dân ca miệt vườn, cải lương rồi đó, cải lương bolero dân ca rồi. Ừ. À, thắng rồi. Có nghe nhạc Dạ. Không. Không. Nhạc khó nghe tại không nghe được cái lời, không có cảm được. Em tự nhiên hết nè. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Rồi. Chị Tư là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi. Trời ơi. Nói liền. Hả? Dạ. Cẩm Ly. Trời. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời, Cẩm Ly, Minh Tiết nè, Hà Phương nè, nhà cách mạng 8. Bạn em. Đúng, chính xác luôn. Trời, em biết dòng họ luôn, biết gia đình đồ này nọ luôn. Em biết chị Ly học đồ này nọ luôn, biết hết. Thiệt luôn. Biết thiệt luôn. Minh Vi là chồng quay. Minh Vi là chồng của chị Tiết. Không, em giỡn á, chị Cẩm Ly. Đúng rồi. Không lẽ không biết đúng không? Mọi người ơi, cô gái Trung Hoa là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi, nếu thích em thì... Trời ơi, lưng bánh hủ chính luôn. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Dễ quá anh ơi. Quá dễ. Quá dễ. Cô gái Trung Đông là biệt danh của ca sĩ nào? Cái gì? Ai? Cô gái Trung Đông. Cô gái Trung Đông hả? Trung Đông. Cô gái Trung gì? Trung Đông. Cô gái Trung Đông hả? Đúng rồi. Là biết ca sĩ tên cô gái Trung Đông trời. Cô gái bến xe miền Đông rồi có không? Làm việc cô gái Trung Đông đúng không? Cô gái bến xe miền Đông thì hát được.
Cô gái nào ở bến xe miền Đông? Có người ơi, có về miền Đông đó, bến xe miền Tây đó, có về miền Tây đó, bến xe miền Đông đó. Em về Đồng Nai đó, bến xe Phương Trang xé. Miệng lẹ đi chứ. Đây là câu hỏi cho vui thôi. Đây, đây mà là chính thức. Búp bê là biệt danh của ca sĩ nào? Búp bê. Không phải Vũ Hà nha, không phải nhà chưa nha. Gì? Búp bê đúng không? Thanh Thảo, búp bê. Chút nữa qua Vũ Hà, búp bê xem nhau. Đây là bằng anh xuất hiện chưa? Chưa, câu nữa. Đây, tiếp tục nè. Dễ. Đàn kêu tích tịch tình tang. Trời. Ai mang công chúa dưới hang trở về? Trời. Là hai câu nằm trong chuyện cổ tích nào? Chuyện cổ tích nào? Ngay ghét gì vậy? Bạch xanh. Chính xác. Đúng rồi. Ủa, cái bà không kỳ á. Ủa mà sao thạch xanh là thạch xanh là em cái nghĩ là phải là câu chuyện thạch xanh hay là thạch xanh và Lý Thông. Em đang nghĩ trong đầu của em. Cái nào cũng được mà. Cái nào cũng được, đúng nào cũng được đúng không? Ừ. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Kể ba câu thành ngữ tục ngữ trong đó có chữ ăn. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Một. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hai. Ăn theo thở, ở theo thờ. Ba. Ăn đằng sóng, đằng gió. Một. Ăn dép không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dư rồi. Mà anh nói chuyện kiểu như là chửi em á. Ghét, nói tiếp. Đây. Cái này chưa chắc anh biết nha. Trời. Đàn tờ rưng là nhạc cụ phổ biến nhất của dân tộc nào? Trời. Đây. Cái gì đàn gì? Đàn tờ rưng. Đàn tờ rưng á. Thế mà cái ống người ta gõ gõ nè. Dân tộc Tây đi. Không chính xác. Dạ. Cái này em đọc khó nè. Huệ Hồng Hương Hảo Hạnh. Hi ha hi hưởng hát hò. Huệ hát hello. Hồng hò Huế. Hương hát mẹ yêu. Hảo hát bài tròi. Hạnh hò vì ý dạ. Hỏi có bao nhiêu người hò. Hôm nay 6 đứa tên đều hát hello. 3 đứa. 3 đứa. Không chính xác. Rồi qua. Dạ. Đáp án là 2 người. Lẹ đi ha. Không cần cây án án sai. Biết mình sai rồi. Để cho quý vị khán giả phải biết chứ. Đây. Bộ phim Hổ Chết đang làm mưa làm gió tại các phòng vé Trường Giang hăm hở đi xem, nhưng tới nơi phải ngậm ngùi đi về. Hỏi tại sao? Tại vì hổ chết rồi. Hổ chết là sao? Hổ chết rồi lấy đâu coi. Bộ phim Hổ Chết Trường Giang báo tôi hổ chết nhưng mà con hổ chết nghe, rồi. Nghe ta đọc đã. Đọc. Ủa? Câu cuối. Đây em nói là đốt chữ đó. Hổ chết hết chỗ. Hết chỗ. Lên hết chỗ. Chính xác. Lẹ đi của anh ơi. Đây. Chiến dịch tiết kiệm điện nào thường được diễn ra ở vào cuối tháng 3 hàng năm? Chiến dịch. Chiến dịch hả? Có đọc tên không anh? Tên gì? Vì tiết kiệm điện á. Tiết kiệm điện nào thường được diễn ra vào cuối tháng 3 hàng nha. Năm? Vì tia điện quê em. Vì tia điện quê em. Cái gì nói gì vậy? Vì tia điện quê em. Không chính xác. Đáp án là giờ trái đất. Giờ trái đất hả? Đúng rồi. Xàm vậy hết sợ. Cái này thì em nghĩ làm biết nè. Trong bài hát bụi phấn rơi khi nào? Khi thầy viết bản. Đúng rồi. Trong bài hát bụi phấn đã rơi ở những đâu? 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 Ở những đâu? Ở những đâu? Chương trình đổi MC rồi mà chương trình cứ bỏ vô hoài. Đáp án là bụi giảng hoặc là tóc thầy. Hoàn thành câu sau. Đi một ngày chấm chấm chấm, học một chấm 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 khôn. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Lên. Vậy chữ đàn trong câu trên có nghĩa là gì? Đàn là đường. Lên. Vậy sàn trong câu trên nghĩa là gì? Thì đó là cái... là cái sàn đó. Lên. Không biết cái sàn. Đây ở dưới quê. Đúng rồi.
Em muốn dịch ra câu này. Ông bà ta là có cái câu là đi một ngày đàn học một sàn khô. Ví dụ như em tham gia chương trình này, em được những chị em biên tập giúp cho những cái câu hỏi, giúp em càng ngày càng lụm lặt được những cái kiến thức vào não của em. Cũng như anh Giang cũng vậy đó, gặp gỡ mọi người, tức là mình sàng. Cái này ngu dục nè, khôn trụng vào đúng không? Chính xác. Kể tên 5 nguyên liệu chính trong món chè bà Ba. Ăn chè bà Ba chưa? Rồi. Kể. Phải Lan. 1. Phải Bì. 2. Phải Môn. 3. Nước được tính không? Ba. Nước. Có chứ. Nước. 4. Đường. 5. Lên. Dừa. Lên. Dừa. Em muốn trải thêm. Nồi. Lửa. Bà Ba nữa. Bà Ba nữa. Phải mặc áo bà Ba nấu mới ngon. À vậy. Mặc áo dài nấu mới ngon. À vậy. Kể tên 5 loại bún không ăn với nước lèo. Không ăn nước lèo. Bún thịt nướng. 1. Bún chả giò. 2. Bún xào. 3. Bún thịt xào. 3. Bún bún đậu mắm tôm. 4. Bún nước tương. 5. Trời ơi. Lên. Trời. Cái bún nước tương đó là nó làm mình thèm ghê lắm nha. Đúng rồi, bỏ đường bỏ vô đó. Bỏ ớt vô nữa. Ăn với tàu hũ chiên giòn, chắc dưa leo rau thơm trộn lên. Nói chi nổi da gà luôn. Và tiếp ra đây, đưa em lên đỉnh cao danh vọng đi anh. Mình trò chuyện đâu tốn thời gian. Đúng rồi, mình thắng mà. Anh muốn ăn đổi MC à? Thôi em không phải ăn. Nhờ đó. Câu này chắc không biết đâu. Đâu? Thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh nào của nước ta? Rồi xuống đi. Một cái tỉnh mà có 4 thành phố nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Không à, làm nhà Huế. Xuống. Xuống. Trời ơi. Quảng Ninh. Có 4 thành phố là Uông Bí, Cẩm Phả, Hà Long, Cẩm Phả và Hà Long. Mong cái. Cái em không thích thi nữa. Sao vậy? Thắng rồi. Đêm thi mệt, em bị mệt, đêm dưỡng thời sức gian chưa hết, mọi người thi. Em dưỡng sức. MV của ca khúc nào Mỹ Tâm đóng chung với Mai Tài Phấn? Chị Mỹ Tâm lụt sâu, anh phên mỉm cười. Chị Mỹ Tâm chị trượt chân, anh phên băng bột giùm. Tên gì? Đấy này là cái tên đó. Đừng hỏi em vì sao. Không, đừng hỏi vì sao. Đừng sao hỏi đâu. Em gì nha. Đừng hỏi em gì luôn. Đừng hỏi em gì hết. Tào lao. Không chính xác. Đừng hỏi em. Trong chữ đường cái, sông cái, cột cái thì chữ cái có nghĩa là gì? Cái có nghĩa là mẹ. Cái có nghĩa là mẹ. Thì ý là cái ở dưới quê dân gian gọi là vậy đó. Nhưng mà cái từ chính xác là gì? Bự đúng. Ở dưới quê á gọi là cái là lớn. Ông thật liều. Ông gì? Ông thật liều. Ông thật liều. Cái tên ông vậy. Năm nay 60 tuổi. Thả thính bà Harry 58 tuổi. Hỏi tại sao ông thả thính là thành công. Đố chữ. Thật liều là liều thật. Ông liều quá, ông phải chịu thôi. Không chính xác. Ủa gì kỳ vậy? Ông thật liều. Không thật liều. Ông thật liều. Ông yêu thật lòng. Đúng. Trời ơi, tại vì anh đọc bị lỡ đó. À vậy hả? Đổi MC à? Thôi anh. Được, em chịu được. Hãy đọc hai câu tiếp theo của câu ca dao. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Anh đi anh nhớ quê hương, nhớ canh mẹ nấu nhớ thương em dùm. Không chính xác. Tại em không biết em đọc đại vậy. Vừa rồi mới chế. Mới chế. Câu tiếp theo. Và câu hỏi này có khả năng nếu như ba người cùng đoàn kết lại với nhau và kiến thức đồng đều thì mang về 80 triệu, nó ở tầm 80% là có thể. Wow. Kiến thức đồng đều là không có rồi đó anh. Ý anh sao? Câu này nếu đưa cho Harry thì thời gian sẽ là 30 phút đồng hồ. Dạ cảm ơn anh. Thiệt, lát em chỉ hiểu vì sao. Dạ. Hãy kể tên 20 thành phố hoặc tỉnh trực thuộc trung ương mà không giáp biển. Bắt đầu. Hồ Chí Minh. Thành không, phố Đà Nẵng. Hà Nội. Hải Phòng. Uông Bí. Cần Thơ. Cần Thơ. Cam Ranh.
Nam Ranh. Thành phố hoặc tỉnh. Thành phố hoặc tỉnh. Tỉnh nào cũng được mà đừng có biển thôi. Đồng Nai. Tây Ninh. Bến Tre. Báo Lộc. Bến Tre có biển nha. Sóc Trăng. Đà Lạt. Ui, Sóc Trăng. Bảo Linh. Di Linh. Lâm Đồng. Lên miền núi. Di Linh là huyện. Đắk Lắk. Gia Lai. Lâm Đồng. Gia Lai. Con Tum. Tây Nguyên. Huế. Đà Nẵng. Quát. Thôi khó quá. Ôi. Trời ơi, khó quá. 64 tỉnh thành chỉ có 28 tỉnh giáp biển thôi, còn lại rất là nhiều. Đồng Nai không giáp biển chính xác. Di Linh là huyện. Đà Lạt là thành phố trực thuộc Lâm Đồng. Tây Ninh chính xác. Huế là thành phố Huế, không được thuộc Trung ương. Tỉnh là tỉnh Thừa Thiên Huế. Trời ơi khó quá. Khó quá. Nó cũng dễ thôi mà, tại vì mọi người á, bây giờ đưa lên nè, Đắk Lắk là dính, Đắk Nông là dính, Gia Lai là dính, Kon Tum là dính, Lâm Đồng là dính, không có thành phố Tây Nguyên nha. Như vậy thật bất ngờ, sau 60 giây mang về khủng khiếp. Tám đã bán chính xác. Trời ơi mừng nữa chứ. Rồi làm sao? Câu này cho các bạn là khó thiệt. Cỡ mấy bạn này mà hỏi Hàn Quốc có bao nhiêu nhóm nhạc, trả lời liền. Đó, game nào đang được nhiều người chơi nhất, trả lời liền. Bao nhiêu like cho một status, trả lời liền. Chứ làm sao biết được. Bởi vậy không chính xác, không mang về được 80 triệu, nhưng vẫn còn một tấm vé vào vòng bán kết.